mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 4 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Ngược dòng thời gian về 7 tháng trước, khi Ronaldo vừa rời Juventus để tìm bến đỗ mới, CR7 trở lại MU ở thời điểm đó là hợp lý, hợp tình. Nhưng không thể phủ nhận, việc anh chọn Old Trafford không hẳn là 100% quyết định vào lúc đó. Việc Ronaldo nên ở lại hay ra đi đến từ chính tiền đạo 37 tuổi và MU. Khi ở trên sân, Ronaldo là hiện thân của sự mâu thuẫn trong chính cách nghĩ với mỗi chiến lược gia. Phần lớn thời gian CR7 dành cho việc áp sát vòng cấm và ít di chuyển, khiến lối chơi chung của MU bị bế tắc. Thế nhưng ngược lại, chỉ cần đá như vậy nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha cũng ghi rất nhiều bàn. Nếu không có Ronaldo, chưa chắc MU đã vượt qua được vòng bảng Champions League. Việc Ronaldo ở lại hay không phần nhiều sẽ đến bởi sự quyết định của Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan muốn toàn quyền quyết định chuyện nhân sự, được vậy mới ký hợp đồng. Nếu MU ký với Ten Hag, khả năng ông loại Ronaldo rất cao vì không hợp lối chơi. Khi đó, mọi thứ sẽ rất khó xử. CR7 dù không còn ở đỉnh cao, nhưng luôn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Những người còn lại, thậm chí cả những cái tên Ten Hag có thể đem tới, rất khó để đạt được số bàn thắng như Ronaldo ngay trong mùa đầu tiên. Vì vậy, MU và Ronaldo đang thực sự trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Theo những thông tin mới nhất từ nhà báo Tây Ban Nha Edu Aguirre, từ chương trình El Chiringuito TV, PSG sắp bị giao bán. Các ông chủ Qatar đã tiếp quản PSG từ năm 2011, đang tìm kiếm chủ sở hữu mới cho câu lạc bộ hàng đầu Ligue 1. Thời điểm chuyển giao được xác định là sau World Cup 2022 diễn ra ở Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, tiểu vương Qatar, người được cho là người đứng đầu thực sự của câu lạc bộ bóng đá Paris, sẽ khăn gói ra đi. Aguirre cũng tuyên bố rằng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi sẽ rời đội bóng nhà giàu nước Pháp. Tất nhiên, báo cáo từ Tây Ban Nha cần được xem xét một cách thận trọng. Việc các ông chủ Qatar muốn từ bỏ PSG khó có khả năng xảy ra. Những năm gần đây, sau bao nhiêu cố gắng và tiền của, PSG cuối cùng đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu và liên tục thống trị hàng đầu nước Pháp. Tuy nhiên, cái duyên với sân chơi lớn nhất là Champions League lại không mỉm cười với họ. Nhiều thời điểm, PSG đã ở rất gần với chiếc cúp tai voi nhưng lại không thể chạm tới. Đây có thể là một trong những lý do mà tin đồn về việc PSG sắp bị bán trở thành đề tài hot ngày hôm nay. Vậy tương lai của Messi, Neymar, Mbappe và các ngôi sao khác sẽ đi về đâu? Điều có lẽ chỉ các ông chủ câu lạc bộ mới biết. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhiều nguồn tin tiết lộ, MU dành sự quan tâm tới Darwin Núñez. Chân sút 22 tuổi thi đấu bùng nổ và được ví là Cavani mới của bóng đá Uruguay. Theo The Telegraph, Núñez sẽ chia tay Benfica trong mùa hè này. Tuy nhiên, tiền đạo này chỉ gia nhập đội bóng nào có suất dự Champions League. Mới nhất, ký giả Fabrizio Romano cho hay, Núñez sẽ rời Benfica với giá 80 triệu euro. Đại diện của Núñez sẽ gặp nhiều câu lạc bộ hàng đầu để đàm phán về cơ hội chuyển nhượng. MU đã bắt đầu thảo luận về chữ ký của Núñez. Arsenal và West Ham muốn có Núñez vào tháng riêng, nhưng khi đó Benfica không bán. Ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League mùa này, Benfica hạ gục Barcelona 3 bàn không gỡ, trong đó có cú đúp của Núñez. Anh cũng ghi bàn vào lưới Ajax, giúp Benfica lọt vào vòng tứ kết. Tiền đạo này thật sự đang chơi rất hay. MU là một trong những đội bóng tự tin có thể chiêu mộ thành công chữ ký được định giá 80 triệu bảng. Trong bối cảnh hàng công gây thất vọng, không ngạc nhiên khi MU quyết tâm mang Núñez về Old Trafford. Một nguồn tin thân của Liverpool đã tiết lộ với Football Insider rằng một thỏa thuận với cầu thủ chạy cánh 16 tuổi, Ben Doak của Celtic sắp được thực hiện và thủ tục giấy tờ sẽ sớm được hoàn tất. Anh sẽ ký hợp đồng ban đầu có thời hạn 3 năm cho đến mùa hè năm 2025. Liverpool sẽ trả khoảng 600.000 bảng tiền bồi thường cho Doak. Cầu thủ trẻ đã có trận ra mắt bóng đá chuyên nghiệp với thời gian thi đấu 20 phút cho Celtic trong chiến thắng 1-0 trước Dundee vào ngày 29 tháng 1. Anh cũng tiếp tục được vào sân trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Rangers vào tuần sau đó. Doak đã ghi 4 bàn trong 7 lần ra sân cho Scotland ở cấp độ U17, bao gồm một hat-trick trong trận thắng Georgia 6-1 vào tháng trước. Anh sẽ không đủ điều kiện để chơi cho đội dự bị của Liverpool cho đến mùa giải tới. Ngôi sao này dự kiến sẽ noi gương những người như Alexander-Arnold và Curtis Jones tại Liverpool, những người đều đã được đưa lên đội 1 từ học viện. Cùng với việc chiếm ưu thế trong cuộc đua top 4 Premier League,
Tottenham chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới với mục tiêu là James Maddison. Tháng riêng vừa qua, huấn luyện viên Antonio Conte không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Tottenham. Trong trường hợp đoạt vé dự Champions League, nhà cầm quân người Italy sẽ được cấp những hợp đồng quan trọng. Một trong những gương mặt mà chủ tịch Daniel Levy muốn bổ sung cho đội hình là Maddison. Sự năng động của Maddison hứa hẹn sẽ giúp Tottenham cải thiện khả năng tấn công. Cầu thủ 25 tuổi này cũng là cây ghi bàn từ xa xuất sắc, với 13 pha lập công trên các mặt trận mùa này, cùng với 9 đường kiến tạo. Leicester hầu như không có cơ hội dự Champions League cũng như Europa League mùa sau. Đây là cơ hội để Spurs lôi kéo Maddison trở thành một mắt xích trong hệ thống của huấn luyện viên Conte. Trước khả năng Marcus Rashford rời MU, Liverpool đang có kế hoạch lôi kéo ngôi sao người Anh gia nhập sân Anfield. Rashford vừa đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ MU cán mốc 200 trận Premier League nhanh nhất. Mặc dù vậy, tương lai của anh ở Old Trafford không mấy chắc chắn. Chính Rashford cũng nhắc đến khả năng chia tay MU vì muốn được thi đấu nhiều hơn nhằm cạnh tranh vị trí trong đội tuyển Anh dự World Cup vào cuối năm. Theo báo chí Anh, Jurgen Klopp đánh giá Rashford phù hợp với lối chơi mà ông đang triển khai ở MU. Trong trường hợp Liverpool chiêu mộ thành công Rashford, người có hợp đồng đến năm 2023 kèm điều khoản gia hạn 1 năm, đó sẽ là ngã rẽ mới trong mối quan hệ thù địch giữa hai đối thủ giàu truyền thống nhất bóng đá Anh. Bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 4 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.